Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Tham gia tư vấn cho chương trình hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thanh Huyền dẫn chương trình. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng. Chào bạn có thể nói câu hỏi của mình ạ? Dạ vâng ạ, em năm nay là 12 tuổi này, em là nữ. Ở cái vùng nhạy cảm của em ấy, nó cứ tiết ra mấy cái kiểu dịch trắng trắng. Em cũng có hỏi mẹ thì mẹ cũng có bảo là bình thường thôi. Tức là em năm nay 12 tuổi đúng không? Vâng ạ. Em có kinh từ khi nào? Dạ, em chưa có kinh ạ. Và cái hiện tượng ở cái vùng kín của mình đúng không? Nó cứ chảy dịch ra khiến mình rất là khó chịu. Em thì cũng hỏi ý kiến của mẹ thì mẹ nói rằng là đấy là hiện tượng bình thường nhưng mà cũng chưa đi khám bác sĩ đúng không? Vâng ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn xem là hiện tượng đấy của em là hiện tượng gì nhá. Dạ, vâng, chào bác ạ. Con học lớp mấy rồi? Năm nay cháu học lớp 7 ạ. À, học lớp 7 à? Vâng. Thế con vẫn chưa có hành kinh à? Con chưa thấy ạ. Chưa thấy. Thế bây giờ thấy người nó có thay đổi gì so với trước đây không? Ví dụ thấy có cao lên hay là nó nặng hơn rồi là người trông nó khác không? Thì cháu em cao hơn ạ. Bắt đầu thấy cao hơn rồi đúng không? Bắt đầu ngực thì bắt đầu cứng hơn. À, thế hả? Cái bên trong cứng hơn. Ừ, đúng rồi. Cái hiện tượng như thế này ấy, từ bao giờ? Là cũng khá là lâu rồi, mấy tháng trước nữa. Nhưng mà nó cứ liên tục à hay là chỉ thỉnh thoảng thôi con? Kiểu như là vài ngày lại có, cứ dính quần ấy. Thế là cứ khoảng độ 2 tuần thì lại thấy như thế đúng không? Tầm tầm đấy. Thế ngoài ra thì nó có bị đau hay là bị ngứa hay là bị làm sao không? Thì nó hơi ngứa một tí. Hơi ngứa hả? Thì em nghĩ là chắc là chưa vệ sinh chưa tốt cho nên là ấy. Con có phải gãi không? Không có gãi tại vì sợ là nhiễm trùng. Đúng rồi, giỏi lắm. Thế mình học lớp 7 mà mình cũng đã biết quan tâm tới sức khỏe này, rồi là cũng biết các cái vấn đề liên quan tới vệ sinh. Đấy, thì đối với cái hiện tượng của con hiện nay ấy, thì chỉ lưu ý thế này. Có thể là mình cũng sắp sửa có hành kinh. Vì là cái tuổi như mình rồi là một số các cái biểu hiện như là bác vừa hỏi ấy, thì có thể là con cũng sắp có hành kinh cho nên là nó có những cái hiện tượng như vậy. Và có thể mẹ nói đúng, tức là đấy là hiện tượng bình thường. Thì gần đến những cái ngày mà nếu khi nào mà có hành kinh ấy, thì gần đến những cái ngày có hành kinh hoặc là những cái ngày giữa chu kỳ hành kinh ấy, thì bao giờ cái mà trắng trắng như con nói nó là dịch sinh dục ấy, nó cũng có thể tiết nhiều hơn so với bình thường. Tuy nhiên thì phải rất quan tâm tới cái chuyện là ví dụ có bị ngứa không, có đau không, hay là đi tiểu nó có bị buốt, có đái buốt không, ví dụ như vậy. Nếu có những cái hiện tượng như thế thì có thể nó không phải là hiện tượng sinh lý bình thường mà nó do mình bị viêm nhiễm ý, cơ quan sinh dục. Rất nhiều bạn chưa hề có hành kinh mà vẫn có thể bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục mà. Đấy là chuyện bình thường. Do vấn đề vệ sinh mình không tốt, do quần áo của mình nó có vấn đề chẳng hạn, hoặc là do nó ẩm ướt nhiều quá, nó có thể gây ra những cái hiện tượng như vậy. Thế thì hiện nay thì con có thể theo dõi thêm nhé. Dạ
vâng ạ. Xem là một thời gian nữa xem nó có vấn đề gì không. Đấy, còn trong trường hợp như là bác nói, nếu mà thấy nó đau này, nó rát hoặc là nó ngứa hay là nó ra những cái dịch màu nó kiểu như bã đậu mà nó rất là khó chịu, thì lúc đấy con phải nói với mẹ là bảo mẹ đưa con đi khám, chứ mình cũng không chủ quan được. Bởi vì nếu là thực sự là viêm nhiễm thì mình lại phải điều trị, chứ còn nếu để tự nhiên thì nó rất rất khó khỏi và nó có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Hy vọng là ổn thôi nhé. Vâng, vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn em đã gọi điện tới. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Phòng. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Phòng phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em có một câu hỏi về tâm lý ạ. Vâng, bạn nói đi ạ. Câu hỏi như thế nào ạ? Thật ra thì em đang làm tại một công ty thì là em có biết một bạn mới vào. Nhưng ban đầu cũng chỉ là vì là công việc liên quan đến hai bộ phận với nhau nên là em biết bạn thì thôi. Nhưng về sau thì bọn em ngoài công việc ra thì có nói chuyện. Và từ những chuyện đấy thì em thấy có cảm tình với bạn đấy. Nhưng mà từ lúc khoảng hai tuần nay em nhắn tin thì đấy bạn ấy không thấy bạn ấy trả lời. Không biết nên như thế nào. Vâng, hai tuần nay nhắn tin cho cô ấy mà cô ấy không trả lời thì mình sốt ruột đúng không? Nhưng mà mình cũng không gặp nữa à? Giống như là ngày nào bọn em cũng gặp nhau buổi sáng 60 phút vì là công việc. Tức là hàng ngày thì vẫn gặp nhau nhưng mà trước đây thì nhắn tin thì cô ấy trả lời, nhưng hai tuần nay có nhắn tin thì cô ấy không trả lời nữa đúng không? Và... có trả lời nhưng mà nó không được gần như hai tuần trước. Bạn cảm nhận có những cái thay đổi đúng không? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ có những cái tư vấn dành cho bạn nhé. Vâng, xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, chào anh. Năm nay mình hai mấy? Anh ơi, em 25 ạ. Đấy, anh đoán nghe cái giọng thấy độ 25. Thế sau rồi cô bé kia thì hai mấy? Bạn 23, bạn ấy vào. Tức là mình thì làm trước, cô mới vào. Xong thời kỳ đầu thì do hai bộ phận có những cái việc mà phải làm với nhau thường xuyên, thành ra gặp gỡ và mình nảy sinh tình cảm. Trong cái thời gian đấy em nói là em nhắn tin với chuyện trò thường xuyên thì cô rất là tự nhiên đúng không? Rất là cởi mở. Thế xong những gần thời gian gần đây thì cái việc công việc mà chung với nhau nó ít đi. Không, ngày nào cũng gặp. Bởi vì là ca đêm, vì là em ca đêm, bạn ấy ca hành chính. Nghĩa là ngày nào cũng gặp nhau. Nên là bảo em làm lên chất lượng của bạn ấy lên cái sản xuất thì gần như là hai bộ phận là phải làm việc với nhau để thế em nhắn tin em nhắn cái gì? Thì bọn em chỉ nói chuyện bình thường thôi anh. Bởi vì em nói rằng trước cô ấy có vẻ cởi mở, bây giờ nhắn tin thấy cô không trả lời, bởi vì phải xem mình nhắn cái gì chứ. Ví dụ như tự nhiên ngồi với nhau cả tiếng chả nói năng gì, xong tối về nhắn tin là ấy ơi anh thích ấy chẳng hạn. Không, trong ra là bọn em chỉ vì là bạn ấy mới vào thì là ban đầu chỉ là quan tâm đến công việc, ban đầu là nói ra những vấn đề ngoài công việc thôi. Cũng lại hỏi công việc lại thế chất lượng ở bên đấy là sao, với lại xưởng đấy thì đã thế nào đúng không, mình kiểm tra nói thế thôi. Từ ngày vào quen là mình biết tất cả mới ở trên cái tinh thần là trò chuyện công việc. Bây giờ em rất là may mắn so với nhiều bạn trai khác là thích một cô gái nhưng không có cơ hội gặp, còn đây em ngày nào cũng gặp thì đấy là một cơ hội rất là lớn. Thế thì trong cái thời gian gặp nhau bên cạnh cái trò chuyện ấy, em có thể lồng ghép một số những cái câu, ví dụ như là ôi thế thì bây giờ là em trọ ở khu ấy à, thế xong rồi ở một mình hay là trọ mấy chị em, thế rồi thế là chiều về là ăn cơm hay là mua cơm, mình quan tâm đến cái cuộc sống của cô ấy. Thế lúc nào rảnh thứ bảy chủ nhật đi qua bên anh, ngay gần chỗ anh có cái quán cà phê nọ cái quán cà phê kia, thế rồi cô ấy cho mình biết cái chỗ nhà trọ, rồi đây là ví dụ thế nhá. Thì một hôm nào đấy là đột xuất đến vào hôm chủ nhật không phải làm chẳng hạn, đến cô rất là bất ngờ, mình bấm chuông, mình mở cửa ra thấy tay mình xách hai con vịt quạc quạc, và nhà có con mấy con vịt nay ngon ngon giữ lại mang đây này, làm xong mấy anh em ăn uống, tức là nó cứ em phải để cho nó hết sức tự nhiên gần gũi đi lại. Cô không có cảnh giác gì cái chuyện cái ông này chưa chi đã đòi tán tỉnh với đi rủ vân vân, mà chỉ thấy là rất là tử tế mà quan tâm chăm sóc hỏi han. Đến phòng nghỉ của cô, nhà trọ của cô mà thấy cái này cái nọ kia dây điện nó lằng ngoằng thì mình ôi chết rồi, ôi chứ đúng là chị em con gái này, để ấy này anh mua lại cái dây điện, anh kéo lại cái cáp kia, lắp lại mấy cái ổ điện chứ phụ nữ mà cắm thế này ngộ nhỡ những ngày mưa rồi sấm rồi sét rồi xoẹt rồi vân vân.
làm sao để mình bước vào cuộc đời của cô nó cứ nhẹ tinh tinh, đến một lúc nào đó mà người ta thấy là cái việc có mặt mình ấy nó như một thói quen, lâu lâu mà mình không đến là người ta còn nhớ, thậm chí là mình có một buổi nào đấy mà không gì đấy cô ấy còn nhắn tin là ơ thấy hai hôm nay anh bận hay anh mệt không thấy anh thế nọ thế kia, lúc ấy là biết cá cắn câu rồi, lúc ấy ta mới giật em ạ nhá, chứ đừng có giật sớm, bây giờ cá nó đang lởn vởn đứng xa xong ta cứ cầm cần câu thì xong lại thấy nó chẳng cắn cái gì, thế là ta nản thì không được. Em rất là có nhiều thuận lợi nhá. Ừ. Em mới gặp nhau được khoảng 3 tháng mà nói chuyện riêng với nhau ấy. Ừ. Sau giờ hành chính thì khoảng gần 2 tháng. Ừ. Đến hôm 20 tháng 10 vừa rồi ấy, thì là 20 tháng 10 thì bạn em cũng có tặng bạn em một món quà nhỏ thôi. Ừ. Tối em đi làm, em xin đi ca đêm mà. Ừ. Còn bạn thì chỉ đi hành chính thôi. Thế là sẽ gặp nhau ở cái lúc nhập nhoạng đấy đúng không? Vâng, bạn ấy về thì mình chuẩn bị đến. Em chiều hôm 20 thì em cũng cố gắng là mình cho bạn ấy để tặng quà cho bạn ấy. Ừ. Rồi tối mình làm. Nhưng mà tối hôm ý thì bạn ấy, từ hôm ý thì tối đến tối 11:30, 11 giờ thì bạn ấy nhắn tin, bạn ấy bảo là bạn ấy cảm ơn với cả có hẹn em hôm nào rảnh, hôm nào em cũng ca thì nhà mời em đi ăn. Tốt quá, thế mà còn gì nữa. Thế nhưng mà từ hôm đấy nói chuyện rất là thoải mái. Ừ. Nhưng mà đến từ hôm thứ 6 của cái hôm 31 tháng 10 ấy, ừ, bạn ấy có nói là bạn ấy về quê. Ừ. Em cũng ấy, em cũng nhắn tin lại thì em bảo là hôm trời mưa rất là to. Ừ. Thì là em có nhắn tin cho bạn thì em bảo là hay là để em đưa bạn đi về này. Ừ. Thì từ hôm đấy là em cảm giác là nó hơi xa cách một chút. Không phải em ơi, đấy, tặng quà này người ta cũng đã cảm động rồi này, người ta cảm ơn, người ta còn mở đường lúc nào rảnh thì em mời đi ăn này. Này nếu người ta không quý mà người ta ghét mặt trông cái mặt đáng ghét ấy, còn lâu người ta mới làm, thế nói trả lời mỗi câu là cảm ơn anh cẩn thận quá thế thôi. Còn đây là đã gợi ý thế, thế còn em lại còn đợi là anh đưa em về quê, mà các cô gái người có ý tứ mà cái câu là đưa bạn trai đưa về quê là phải mối quan hệ phải nâng tầm cao mới rồi người ta mới dám làm điều ấy. Về thế nào các cụ hỏi đây ai đây mà lại bạn trai mà lại chở từ chỗ làm đưa về thì chỉ có là người yêu, mà nếu mà nói giới thiệu là người yêu thì nó còn quá non đúng không, cho nên là cô ngại, cô chưa biết gì, cô chững lại một chút, cô lùi lại một chút để cho mình tiến em ạ. Người con gái tế nhị như thế đấy, chẳng lẽ là cứ phăm phăm đi thì mình làm gì còn đường đúng không em ơi. Em tiếp tục đi, con đường đang đẹp nhá. Từ hôm đấy em nhắn tin thì bạn ấy cũng có khi trả lời rất là lâu, có khi đến hôm vừa rồi ấy. Ừ. Có hôm để đến tận 26 tiếng mới trả lời em. Ui giời, em còn ngồi em đếm từng tiếng một. Này không, nói thật. Không phải em đếm đâu anh ạ. Thế thì em nhắn 6 giờ sáng và tận đến 8 giờ sáng hôm sau thôi, thì nghĩa là 24 tiếng. 8 giờ sáng hôm sau thì mình có tin nhắn rồi. Đấy, thì chả đếm còn gì nữa. Nói thế. Mình có cơ hội gặp ấy mà. Thế nhưng rồi mà, kìa. Bây giờ em không biết là nên như thế nào. Bởi vì là thực sự là bạn ấy là một người con gái mà em thấy rất là chín chắn. Ừ. Cá tính mạnh mẽ. Nó trái nó hơi ngược với em một chút. Bởi vì em thì là học, nói là dân kỹ thuật thì hiền lành bằng thẳng thắn thế thôi. Thì phải thế chứ, đứa hiền lành thẳng thắn phải gặp một cô nó này tế nhị rồi lại còn tháo vát cá tính chứ, cứ hai đứa thẳng rồi thành hai cái đũa đúng không. Ừ, đấy, tốt. Em cũng biết mà bây giờ nên như thế nào, bởi vì là thực sự là em yên lặng, em không nhắn tin. Sao lại im lặng, khổ quá, người ta im lặng để cho mình tiến lên. Bây giờ ngồi đấy để mà ngồi đếm tin nhắn là gặp nhau hàng ngày thế. Hôm nọ cô đã mở đường lúc nào đi ăn thì bây giờ mình mời đi, đừng để đợi người ta mời. Mình mời đi ăn, thế rồi uống cà phê. Trong khi ngồi ăn uống cà phê thì nói ít chuyện công việc thôi, hỏi thăm đến chuyện riêng tư của người ta. Ồ, để ít ra mình cũng nắm được tin xem là... Vì thực ra em chưa biết được cô ấy là đã có người yêu chưa, đúng không? Thực ra là nếu như mà em cũng là cái điểm đấy, em cũng đang từ gọi là nghi ngờ thì nó cũng không phải... Thì mình đây là mình đang đi khai thác thông tin nên mà nếu cô có người yêu thì để mình biết đường là mình thôi, chứ có phải là cái gì mà nghi hay không nghi đúng không? Tại vì em có cảm giác em cái chuyện này em không nói chuyện với ai cả. Ừ. Chỉ em chỉ nói chuyện với cả một cô bạn thân của em thấy thứ ba thôi. Ừ. Bạn ấy thì tính cách giống bé kia. Ừ.
thì nó bảo, bạn ấy bảo là thế thì chắc chắn là phải đến khoảng 70-80% là có người yêu rồi mới trả lời ông kiểu đấy. Ôi giời ơi, thôi thế này nha, đừng bao giờ em lại nhờ một cô bạn gái thân của mình để đi tư vấn về chuyện tình yêu. Ngộ nhỡ trong bụng cô ấy đang thích mình, cô ấy... Không, bạn ấy có người yêu rồi. Ừ, thôi, thế tóm lại thế này là mình biết mà. Thì cũng có thể để cho chắc chắn 70%, thì còn nốt 30% ấy chính là cái sự gần gũi, đi lại rồi, ăn uống rồi, cà phê, cà pháo, thì trong đó lồng ghép vào chuyện. Thế rồi cô ấy, có một hôm đang ăn, cô ấy lại bảo là có một cậu sộc sộc đến, xong là cô ấy giới thiệu đây là bạn trai em, thế thì là mình biết. Hoặc là rủ đi uống cà phê này, xin phép anh là em, rủ cả bạn em cùng đi nhá, à thì mình biết, ồ thì chết, thế thì... vân vân, đúng không? Bây giờ em còn đang mông lung chưa biết gì, thì việc của em chính là tiếp cận trực tiếp để có được thông tin chính xác về cô đó nhá, chứ không ngồi đấy đợi tin nhắn mới đến mấy chục tiếng làm cái gì cả. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và trong tình yêu bạn nhé. Cảm ơn. Vâng, chào bạn. Sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo, thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của tôi là tôi muốn hỏi cho con gái. Vâng, thì chào là chị. Cháu mang bầu lúc là được 3 tháng. Vâng. Cháu nó đi thử máu thì họ bảo là cháu nó có một cái gen, gọi là gen nát sau này mà cháu sinh con ra hốt nó bị điếc bẩm sinh. Vâng. Thế thì tôi muốn điện hỏi bác sĩ là bây giờ phương án của cháu mà bây giờ phải như thế nào? Con gái đã có bầu được hơn 4 tháng, nhưng rồi. Mà bà ngoại thì vẫn rất là lo lắng về cái chuyện mà đi xét nghiệm mà gen lặn đấy, đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho chị ạ. Vâng. Xin mời bác sĩ ạ. Chào chị. Vâng. Chị ơi, con gái có thai lần đầu hả chị? Vâng, cháu lần đầu ạ. Thương nhỉ? Vâng. Đấy, vâng. Thế là đâm ra rất là lo. Vâng. Nhưng mà chắc là con không hiểu là con đi tầm soát ở đâu ấy chị nhỉ? Ở bệnh cháu viện nào nó ạ? Đi tầm soát ở tỉnh, xong thì bác sĩ đã gửi xét nghiệm về dưới Hà Nội sao đấy. À thế ạ, tức là con cũng chưa đi khám ở dưới Hà Nội đúng không? Vâng. Mà mới chỉ khám ở bệnh viện của tỉnh Vĩnh Phúc thôi. Vâng. Chị, thực ra cái đấy nó cũng là những cái, bây giờ có rất nhiều những cái chương trình để mà tầm soát, để phát hiện sớm những cái dị tật của thai nhi ấy mà chị. Đấy, vâng. Nhưng mà thôi, cho dù như thế nào thì tôi nghĩ chắc là cả nhà cũng quyết định là vẫn giữ em bé lại và sinh em bé bình thường, đúng không chị? Vâng. Đúng rồi, bởi vì bây giờ em bé cũng đã được hơn 4 tháng rồi, chị nhỉ? Vâng. Nếu mà mang cái khi đi khám mà mang cái gen mà nó có thể ảnh hưởng tới cái thính giác như vậy ấy, thì một số trường hợp là khi đẻ ra có thể bé đã có thể bị điếc chị ạ, mà người gọi điếc bẩm sinh ấy ạ, là do cái gen lặn đấy nó ảnh hưởng tới cái dây thần kinh thính giác, hoặc là nó ảnh hưởng một đến cái cấu trúc của các cái bộ phận liên quan tới thính giác, thì nó có thể gây ra cái khuyết tật, thì là gây ra cái điếc như vậy chị ạ. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là bây giờ thì gia đình mình vẫn quyết tâm là sẽ để sinh em bé. Thế và thai cũng đã hơn 4 tháng rồi thì cứ động viên cho cháu. Vâng, vẫn cứ để cho mẹ nó khỏe. Cũng đừng ai hỏi gì hay là đừng ai làm gì để ảnh hưởng đến tâm lý của bà mẹ. Bởi vì thực ra như thế nào, cho dù như thế nào, mình có quyết tâm như thế nào thì những cái vấn đề này nó cũng là những cái sang chấn đối với mẹ nó chị ạ. Vâng. Thế cho nên là cứ bình thường. Vâng. Vâng, mà nhưng mà bác sĩ đấy lại bảo là ý là lấy máu của bố nó đấy đi xét nghiệm, nếu mà bố nó cùng cái gen như thế thì sau sinh đứa con ra thì nó có khả năng như thế, nếu mà không có cùng như thế thì bố nó không cùng gen đấy thì không bị no. Đúng rồi, không? Đúng rồi chị ạ, bởi vì nó là gen lặn mà. Cho nên nếu bố nó mà cũng có cái gen đấy thì nó có, ví dụ bố nó cũng có một cái gen cũng như thế thì nó là, chúng tôi nói kỹ một tí, tức là nó là đồng hợp tử gen lặn thì nó mới thể hiện ra cái bệnh như thế. Thế còn nếu bố nó không mang cái gen đấy, chỉ có một mình mẹ nó thôi thì có thể nó sẽ không có cái bệnh đấy ở con. Thế nhưng mà tức là mọi thứ thì mình vẫn cứ làm thôi. Thế còn cái quan trọng bây giờ như tôi nói
quay trở lại là cứ động viên tinh thần cho con gái. Thế và bàn với bố nó rồi là để chăm sóc hỗ trợ cho mẹ nó còn vài tháng nữa, ít nhất cũng 4-5 tháng nữa, cho mẹ khỏe, con khỏe, cứ sinh ra một đứa trẻ đã. Thế phỉ phui nếu mà ơn rời mà rời thương mà không làm sao, thì trong những lần sau nếu mà có em bé nữa thì mình sẽ cân nhắc, mình sẽ tính toán cho nó kỹ. Thế còn nếu như lần này mà trời thương mà con nó khỏe mạnh bình thường thì là tốt. Còn nếu như không may mà nó có vấn đề gì thì y học cũng có thể can thiệp được, hoặc là có những cái hỗ trợ được cho con mà chị nhá. Nhưng mà em mới hỏi kỹ là tại sao mà lại đứa con gái của em lại tại sao nó mang cái gen đấy, mà em thấy coi như là từ bên nội bên ngoại, ông bà nội ngoại bên em là không ai có cái gen đấy, tại sao cháu lại có như thế? Chẳng qua là ông bà nội ngoại nhà mình không ai đi xét nghiệm thôi. À, thế vâng. Nó cũng có thể là nó do di truyền, tức là từ một cái người khác truyền sang, nhưng cũng có thể là do bản thân nó bị rối loạn một cái gì đấy, nó sinh ra như thế. Vâng. Nhưng mà đi bác sĩ bảo xét nghiệm bố nó thì nó thật là em cũng đi xét nghiệm của bố rồi, nhưng mà bố không mang gen đấy chị ạ. Vâng, thế thì ơn rồi, thế thì có thể là bình thường. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là bây giờ đấy, việc như tôi nói với nhà chị, quan trọng nhất vẫn là động viên cho mẹ nó. Mình cũng đã quyết định rồi. Thế và nhưng mà em cho muốn mẹ hỏi khỏe, một tí con nữa khỏe. Nhà, ý là lúc nào sinh thằng bé con ra thì cho cháu đi xét nghiệm luôn chứ chị nhỉ? Nếu sinh con ra, tốt nhất chị mang cho cháu đã có những cái yếu tố nguy cơ như thế này thì mang nó về hẳn luôn dưới Hà Nội nhá. Về bệnh viện phụ sản Trung ương hoặc là bệnh viện phụ sản Hà Nội cũng được ạ. Ở đấy người ta có rất nhiều những cái phương tiện cũng như là những cái người ta tầm soát phát hiện rất sớm những cái dị tật thai nhi. Thì nếu có vấn đề gì thì sẽ có thể tư vấn cho nhà mình thêm về những cái can thiệp cho con nhé. Vâng, hy vọng là nó ổn chị nhỉ. Em cảm ơn chương trình nha. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo, thính giả của điện từ Thanh Hóa phải không ạ? Vâng, chào bạn. Chị ơi, bây giờ em gia đình của em giờ là ví dụ như là cưới nhau 20 năm, gần 20 năm rồi. Vâng. Vợ em đi Trung Quốc á. Vâng. Bây giờ là hai vợ chồng, hai đứa con, bây giờ hai đứa con của em bây giờ đi sống ở bên ngoại. Và công việc thì nó học hết, hai đứa của nhà em nó học hết chính đi làm công ty á chị. Vâng. Bây giờ em thì muốn là ví dụ giờ vợ em không về á, ông bà ngoại ông ngoại mất đi ấy, thì vợ em đi từ đấy luôn, em cứ đi đón vợ em về, bỏ không về nữa. Giờ chúng em là cũng có giấy kết hôn á. Vâng. Hai bạn cưới nhau cách đây đã gần 20 năm rồi, và vợ bạn thì về bên nhà ngoại ở à? Vâng ạ. Và không quay trở lại nhà mình nữa, dù mình cũng đã nhiều lần về nhà ngoại nói chuyện và đón cô trở về. Thế bạn có biết lý do vì sao cô đấy lại bỏ nhà đi như thế không? Thì tức là ví dụ như trước đây em kiểu là hay cũng chán nản các cái này cái nọ. Vâng, bạn rượu chè vào đúng không? Và hai vợ chồng có những mâu thuẫn phải không? Dạ vâng, vợ của em ấy, đưa hai đứa con xuống đấy, chuyển cả khẩu xuống đấy. À thế ạ, vâng. Dạ vâng, bây giờ là ví dụ thật là giấy kết hôn. Và điều bây giờ thì bạn mong muốn là cái gì ạ? Ly hôn á chị. À, tức là bạn muốn tìm cô đấy về để nói chuyện rõ ràng cái chuyện ly hôn hay không đúng không? Dạ vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi, anh chào em. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nay 40. À, thế xong rồi lấy vợ thì được bao lâu thì vợ bỏ đi? Ban nãy nghe cái câu là vợ đi Trung Quốc đúng không? Dạ vâng. Thế xong bây giờ là ở định cư ở bên Trung Quốc, thế chỉ vứt con xuống nhà ngoại chứ không phải là cả ba mẹ con ở dưới ngoại đúng không? Thế là bây giờ khẩu ra đang ở dưới ngoại. Em ốm, em đau ngày trước thì em bị cái bệnh thiếu máu á. Ừ. Vẫn về vâng. Cách đây tầm 3 năm thì em thiếu máu, em đi truyền máu ở bệnh viện Hợp Lực Hóa ấy. Ừ. Thì vẫn về. Ừ, thì tức là thế này, cô đi làm ăn tương đối là lâu dài ở bên Trung Quốc, cũng vẫn cứ về đi đi, cũng gửi tiền về để cho ông bà ngoại nuôi cho hai đứa con cho mình đúng không? Thế rồi những cái ngày mà mình ốm, mà ốm quá đấy, ví dụ như nằm viện lâu dài do mất máu như mình ấy, cô cũng về đúng không? Ừ. Nghĩa là bây giờ thì cô ấy còn ở nhà hay là vẫn làm ăn bên Trung Quốc? Vẫn bây giờ đang ở bên đấy anh. Chỉ có là hai đứa con thôi, cháu lớn chưa? Đến rồi, đứa đầu năm nay cũng 16. À, ban nãy em nói là cả hai cháu đều học hết lớp 9 và đi làm công ty rồi đúng không?
Nó có quan tâm gì đến bố không? Có gọi hai đứa về nói rằng là hoàn cảnh như thế đấy, mẹ thì bỏ đi làm thôi thì cũng vì nhiều lý do, nhưng mà bây giờ bố thì chẳng còn ai nương tựa, còn có hai đứa chúng mày đấy, bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi, thôi đi làm đi ăn thì về đây đi, có cửa có nhà, chứ là đằng ấy dù sao cho nữa cũng là nhà ông bà ngoại rồi, còn các cậu các gì, còn đây thì nhà của bố, của ông bà nội để lại thì có thế không? Có, dạ. Có chuyện trò thân mật gì với các con không? Có anh ạ. Ừ. Các cháu thương mình không? Nói chung là hai đứa thì vẫn thường như vậy thôi. Nhưng đây là hôm qua, cách đây tầm một tháng thì vẫn con vẫn có đứa đầu thì vẫn chăm em. Ừ, tức là các cháu... Dạ vâng, em muốn thấy ý của em là em muốn đưa nó về trên đây. Ví dụ như điều kiện của mình có làm công ty thì vẫn làm. Ừ. Em ơi thế này này, các cháu lớn rồi, bây giờ nó là thành người trưởng thành rồi, mình không nói là đưa các cháu về nghe nó, chả đưa được đâu, mình cứ động viên tâm sự đấy thôi đấy, bây giờ các con về đây đi, có nhà rộng thì ở rộng, nhà chật ở chật, chẳng gì cũng nhà của mình, các con sinh ra ở đây, mọi người ta còn nhìn vào rồi, tới đây các con còn lấy vợ, lấy chồng, người ta còn nhìn vào là nhà, có gia đình, rồi có bố, có mẹ. Chứ các con cứ thế nọ thế kia, mình động viên để các cháu, còn cái chuyện là các cháu nó về ở hẳn hay không cũng không quan trọng lắm, bởi vì rồi sớm muộn nếu nó lấy vợ thì có khi vợ ở đâu thì thủ đô ở đấy luôn nó đi theo, hoặc ngược lại con gái mà nó lấy chồng thì nó cũng là cất cánh bay đi thôi, duy trì cái mối quan hệ gần gũi cha con đấy mà điều quan trọng, còn ở đâu nữa không quan trọng bằng, đúng không? Vì bây giờ các cháu nó lớn rồi. Thế còn ban nãy anh có nói rằng là cô đi như thế là bao lâu nhỉ? Đi tầm 4 năm rồi. Mới có 4 năm á? Thế hả? Thế còn trước thì là vẫn bình thường đúng không? Chỉ có lâu lâu mình cứ rượu chè một tí thì cũng có gây sự cãi nhau thôi. Dạ vâng. Thế là mới đi có 4 năm nay. Và em thì em muốn rằng là tìm cô ấy về, thì nếu về thì đoàn tụ lại thì đoàn tụ, còn nếu không thì ly hôn thì ly hôn cho dứt, để em cũng còn có thể còn có tính việc của em đúng không? Này, bây giờ mình có khỏe, người trong người mình có khỏe không? Em bây giờ sức khỏe bình thường. Em đi làm ăn gì? Em công việc của em là cũng làm rau an toàn. Làm rau an toàn, ôi thế cũng tốt. Thu nhập cũng ổn định, một mình bây giờ các con nó lớn nó tự đi làm rồi. Mình bây giờ là mình ở với ai, có ở với ông bà nội không, ở với bố mẹ mình không? Hiện tại bây giờ em ở với cùng mình em với mẹ thôi ạ. À, hai mẹ con đúng không? Dạ. Em có lúc nào em cảm thấy cô đơn không? À, cô đơn thì nó cũng có ra anh ạ, nhưng phải là kiểu mẹ già rồi á. Cũng muốn người để chăm sóc mẹ. Chắc là tìm vợ về để chăm sóc thì cũng khó đấy em ạ. Bao nhiêu năm vợ đi làm ăn mà cô đang kiếm được tiền ở nước ngoài, ở Trung Quốc, chẳng dù có thể không nhiều tiền lắm nhưng mà nó cũng là cái thứ ổn định cô quen rồi, bảo bây giờ về Việt Nam đi để mà rồi lại còn chịu trách nhiệm để lo cho mẹ già của mình thì cái điều không được đâu. Thôi mẹ mình thương vậy thôi. Thật ra thì các em vẫn đang là vợ chồng. Cô ấy cũng chẳng phải căm thù hay ghét bỏ gì, cô cũng chẳng phải muốn là ly hôn em để đi lấy chồng khác, chẳng qua hoàn cảnh kinh tế rồi cuộc sống gia đình nó cũng không có được êm đẹp lắm, thì cô ấy đi làm ăn, thứ nhất là nó có hai mục đích, một là kiếm được tiền để nuôi con, hai nữa là vợ chồng nó xa cách đi cho đỡ, ở nhà mà cứ gần gũi nhau là rồi nó hay nảy sinh xích mích, đi như thế cô lại thấy thứ nhất là có tiền, thứ hai là nó lại thoải mái, thành ra bây giờ quen rồi, quay trở lại cuộc sống xưa rất là khó. Một, em tập trung vào việc làm ăn kinh tế, lo gìn giữ sức khỏe bản thân để em còn lo cho mẹ già của mình nữa. Việc đấy thỉnh thoảng cô vẫn về, những lúc mà cô về thì em phải có trách nhiệm là mình bây giờ nói chuyện tình cảm đi. Thôi thì dù sao chăng nữa cũng lấy nhau cũng 20 năm rồi, hai đứa con như thế rồi cũng sắp lên bố chồng mẹ chồng, bố vợ mẹ vợ rồi, cũng sắp thành ông thành bà rồi. Bây giờ thì thôi những cái chuyện gì lỗi lầm trước ngày xưa thì qua thì bỏ. Nay thì mong muốn rằng mẹ mày về đây, thế rồi có thể cần thiết vì mẹ có 40 tuổi, một là cũng đi làm công ty với các cháu, hai là cũng thể làm rau sạch với em, cái gì chứ rau sạch thêm người nữa cũng vẫn được chứ, người ta có phải biên chế khắt khe gì đâu đúng không? Thì rồi vợ chồng cùng làm, rồi tối về cơm nước nấu nướng làm chỗ dựa cho con, cái nhà nó ấm áp lại. Thế còn nếu cô ấy nói rằng là không, chả còn tình nghĩa gì nữa, bây giờ tôi chả cần nữa, tôi cứ đi thế nọ thế kia, thì mình đề xuất cái bước tiếp theo. Thật sự ra đây anh thì mới 40, anh chưa già. Nếu mà không thể cứ sống từ nay đến cuối đời đơn côi như thế này, có vợ như không được. Nếu thật sự không quay trở lại được với nhau thì chúng ta giải phóng cho nhau,
các con thì chắc nó cũng sẽ hiểu thôi, rằng bố mẹ không hạnh phúc mà, rồi thứ nhất là sau này khi chúng nó có cái cuộc sống riêng thì nó cũng phải lo chuyện chồng chuyện vợ nhà nó cũng không gì lắm, thì mình cũng lại phải lo cho mình nhá. Chứ còn bây giờ thì ngồi đấy trách móc hay không cũng không được, nhưng mà anh thấy cũng không đến nỗi nào, cô cũng không đến nỗi tệ bạc vứt bỏ hoàn toàn gì, mà chính cô đưa xuống ngoại như thế, được ông bà ngoại chăm thì các con nhà mình mới được tử tế, rồi tiền cô gửi về gửi cho ông bà ngoại cầm để nuôi các cháu thì cũng an tâm hơn là đưa cho bố. Thế thì những cái thật ra thì ông bà ngoại được cái gì đâu, cũng mang nặng thôi, gọi là dây bầu thì phải mang quả bầu, thương con gái thì thương luôn cháu ngoại. Mình không có so đo tính toán, phải biết ơn cái điều đó. Thế và bây giờ thì cả vợ lẫn con mình đều phải dùng tình cảm thì người ta mới về với mình, không có dùng bất cứ một cái lý cái luật nào được nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ giải quyết được chuyện gia đình của mình và sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Vâng, xin chào bạn.